si nhá, anh trai chị gái đúng không? Đó là giới thiệu ở nhà mình là một cụ si là dáng ngồi rất là đẹp đấy, cụ si đặc nhị bước anh trai chị gái mình nhá. Đấy, bước này là bộ chức đen hàng liền phối 100% anh trai chị gái mình ạ. Đó, rất là tuyệt đẹp. Đó, ở nhà ngắm nhìn với em nhá, hàng này cũng là đục tứ diện nhá cả nhà mình ơi. Đây ạ, à, mà sau đây anh trai chị gái mình coi này. Đó, gỗ cực kỳ nặng nhá mọi người nhá, rất là kỹ. Đó, với cụ di lạc với dáng thế ngồi rất là thoải mái này. Đó, khi anh chị em mình trưng những cụ di lạc ở trong nhà thì cụ sẽ luôn đem lại những niềm vui, đem lại tài lộc và hạnh phúc cho gia chủ sở hữu ạ. Đó, mà kích thước bức này rất là nhỏ xinh để anh trai chị gái mình trưng bày nhá. Đấy, tác phẩm này có kích thước, em đọc kích thước chưa? Đọc kích thước chưa? Chưa. Rồi, em sẽ Vân ngay sau đây, Vân sẽ đo kích thước để anh chị em mình có thể hình dung được là kích thước của sản phẩm như thế nào anh chị em nhé. Mọi thắc mắc anh chị em mình quan tâm về sản phẩm hoặc là như nào hãy bình luận cho em để mình, em Minh, em Vân có thể chia sẻ và cũng như là giải đáp mọi thắc mắc của anh chị em mình nhé. Anh chị em mình ơi. Vâng ạ, cao 30, rộng 26 và chiều sâu là 25. Đó là kích thước tác phẩm cụ di lạc Nghĩa Phúc này bên em mọi người nhé. Làm rất là kỹ và rất là đẹp luôn anh trai chị gái mình ơi. Hàng đánh xi nên là những mọi người đều ạ, những đường nét này, gỗ rất là mịn này, toàn bộ rất là mịn đẹp nha. Đấy, anh chị em có thể thấy được là chất lượng đánh xi cực kỳ là ok anh chị em nhá. Đấy, diện mặt luôn. Đấy anh chị em nhá. Cụ rất là hoan hỉ nha anh trai chị gái mình nhá. Đấy, ok chưa ạ? Đó cả nhà mình ơi, các anh trai chị gái mình đang xem live của bên em đang tìm mẫu mã nào cứ comment cho em ở phía dưới nhé, để bên em có sẽ lên và giới thiệu cả nhà mình. Rất là mong muốn được giao lưu với tất cả các anh trai chị gái mình trên toàn quốc ạ. Tác phẩm này thì em đang giao lưu với anh chị em mình chỉ có giá 5 củ giữa em bao ship nhá. Có một chiếc thảm kỷ thảm đỏ dành cho anh chị luôn nhá anh chị em mình ơi. Một chiếc kỷ thảm đỏ để dành tặng cho anh chị em mình kèm theo 5 củ giữa anh chị em nhá. Đấy, giá là 5 củ rưỡi và có một chiếc kỷ thảm đỏ tặng kèm theo anh chị em mình nhá. Đấy, anh chị em có thấy tuyệt vời không ạ? Đó, giá thành thì rất là hợp lý cho anh trai chị gái mình chơi, yên tâm về giá cả nha mọi người ơi. Đó, bên em là sản xuất ra nên là luôn để cho anh chị em mình giá rất là tốt, hữu nghị anh trai chị gái mình nhá. Đó, cảm ơn những nút tim, những nút follow thân thương của cả nhà đã dành tặng cho bên em ạ. Đó, gỗ rất là nặng anh chị em mình nha. Đó, nếu anh chị em mình mà muốn ngắm hình ảnh mộc thì em cũng có cả ảnh mộc cho anh trai chị gái mình coi đều nhá. Có ảnh mộc luôn anh chị em mình nhá. Rồi, yên tâm đi. Ngay sau đây thì em Minh, em Vân xin phép được lên một cụ đạt ma, một cụ đạt ma gỗ chắc đỏ đen anh chị em mình nhá. Để hôm nay chỉ lên toàn những siêu phẩm gỗ chắc thôi, ok chưa ạ? Dạ vâng ạ. Đó, cả nhà mình hãy ở lại like nhá, rất là nhiều mẫu mã lên tiếp để giới thiệu mọi người. Vâng ạ, một cụ đạp ma gỗ chắc vừa lên sóng cho anh trai chị gái mình đây ạ. Đó, rất là đẹp. Bao nhiêu em, anh cô đơn mình anh ơi, cụ di lạc vừa rồi là 5 củ rưỡi anh ạ. 5 củ rưỡi em bao phí ship, hàng liền khối anh trai nhá. Hàng liền khối anh chị em nhá. Nếu anh trai cô đơn mình anh mà quan tâm thì em sẽ lại cho lên lại cho anh trai coi. Vâng ạ, một cụ đạp ma cả nhà mình ngắm nhìn cùng với em, hàng làm rất là kỹ và những đường nét làm rất là kênh mông tinh xảo đây anh trai chị gái mình ơi. Đấy, mẫu này của bên em là hàng liền 100% anh trai chị gái mình nhá. Đấy, những mẫu gỗ chắc bên em toàn là hàng liền thôi. Đấy, anh chị em mình yên tâm luôn tuyển chọn những phôi gỗ đẹp lục lạc. Mặt sau đây anh trai quá chị gái mình coi này. Em ạ. Đó, kích thước tác phẩm là cao là 68 này, rộng là 35 và chiều sâu là 16, rộng 35 và chiều sâu là 16, đó là kích thước tác phẩm. Liền khối 100% mọi người ạ. Đó, những dây tiền vàng này, đó, cây gậy này, em có đánh sần và làm kênh bong bước này làm rất là kỹ luôn đấy anh trai chị gái mình ạ. Đó mà giá thành thì cũng rất là hợp lý cho anh trai chị gái mình khi sở hữu tác phẩm bên em mọi người nhá. Tác phẩm cụ đạt ma, đây là một tác phẩm đạt ma giáo hóa anh chị em ạ. Cụ đạt ma này đang trong quá trình mà đang đi giáo hóa đạo Phật, đem lại những triết lý tốt đẹp về cuộc sống, về cách sống đối nhân xử thế của đạo Phật tới với đến với dân chúng anh chị em ạ. Một tác phẩm cụ đạt ma rất là hiền lành phúc hậu, đi theo đó là một chiếc gậy kèm theo những cuốn kinh thư
một hồ lô đựng rượu và đặc biệt không thể thiếu được với cụ đó là một chiếc dép ở trên gậy cụ anh chị em ạ. Anh chị em có thể là tìm hiểu trên mạng ấy thì cụ Đạt Ma luôn luôn là đi chỉ có một chiếc dép thôi. Đấy anh chị em mình nhá. Đấy tác phẩm này thì chế tác thì chất liệu gỗ chắc đỏ đen thì cực kỳ là quý hiếm rồi. Đấy, em tác phẩm này thì Vân đã đo kích thước chưa? Rồi. Đấy tác phẩm này giao lưu anh chị em mình chỉ có giá 7 củ rưỡi em bao gồm phí vận chuyển. 7 củ rưỡi em bao gồm phí vận chuyển cho chị em mình rồi nhá. Đấy cực kỳ là đẹp anh chị em mình nhá. Đấy quay mặt trước mặt sau và đục rất là kỹ càng để anh chị em có thể ngắm được chi tiết về sản phẩm hơn. Ok không ạ? Dạ vâng ạ, đó, rất là đẹp luôn cả nhà mình ơi. Với những đường nét thì làm rất là tinh xảo nha anh trai chị gái nhé. Và đục thủ công hoàn toàn. Đó, được người thợ của làng nghề bên em chế tác làm rất là kỹ anh trai chị gái mình nhé. Đó, đây là mặt sau này, anh trai chị gái mình ngắm nhìn này. Vân veo đổi đen rất là ok luôn. Rồi. Đó, bức này từ chân gỗ cũng như dáng thế rất là vừa và đẹp anh trai chị gái mình nhé. Lên sản phẩm nào để phục vụ anh chị em mình bây giờ nhỉ? Vâng ạ. Rồi lên một bức nhất kê gỗ hương đi để anh chị em mình quan tâm nhất kê gỗ hương nhá. Rồi anh chị em mình ơi, anh em quan tâm tiếp tục sản phẩm không ạ? Lên cho em dầu chấm đi mọi người. Em chào Tám, anh chị em đang xem ạ. Vâng ạ, mọi người ơi, cho em những động lực nào cả nhà mình ơi, cho em những nút tim, những nút chấm ở phía dưới tương tác nào cả nhà mình ơi. Ôi, quá tuyệt vời luôn chị em ạ. Tác phẩm nhất kê. Ui, đẹp lắm anh chị em nhá. Vâng ạ, lên cả nhà mình một tác phẩm nhất kê tài lộc được làm trên chất liệu là gỗ hương ta anh trai chị gái mình ơi. Đó, anh trai chị gái là một tuổi Dậu ấy ạ, là trưng một tác phẩm nhất kê ở trong nhà sẽ giúp là xua đuổi tà ma này, đem lại những hạnh phúc, tài lộc và may mắn cho gia chủ sở hữu cả nhà mình nhá. Đó, mẫu này bên em này vừa được dáng thế cũng như là chất gỗ rất là đẹp để gửi tới các anh trai chị gái mình đây ạ. Trời ơi, đây anh chị em mặt sau đây cả nhà mình ơi. Quá là đẹp luôn anh chị em mình nhá. Dạ em có Châu chị Ảo Hân ơi. Rồi ok em lên Châu nhá anh chị em mình nhá. Em giới thiệu qua tác phẩm này đi. Bước này thì em sẽ đọc luôn kích thước cho anh trai chị gái mình nhá. Đó, kích thước của tác phẩm này là cao là 63, rộng 52 và sâu là 20. Hàng đục rất là kỹ, giá là 6 củ 8 em mang vận chuyển anh trai chị gái mình nhá. Đó thì em xuống mẫu này em lên mẫu Châu cho chị gái coi nhá. Em để bên cạnh. Đây chị Bảo Hân ơi, em lên bức Châu cho chị đây. Một tác phẩm gỗ Hương Gia Lai nhá, Châu nằm nhá. Vâng ạ, bác Bảo Hân ơi, mẫu Châu nằm này của bên em là gỗ hương ta, hàng liền phố 100% bác nhá. Đó, đục rất là kỹ đây bác ơi. Đó, với sừng tai Châu về là liền hết nha bác nha. Với kích thước thì cũng rất là gọn gàng, cao 29, rộng 50 và chiều sâu là 21 bác nhá. Đấy, gỗ rất là sáng màu luôn, em sẽ quay kỹ chi tiết tác phẩm để bác coi nhé. Diện Châu thì làm rất là có hồn này, phôi rất là nặng anh trai chị gái mình nhé. Phôi đặc nặng đẹp luôn. Đấy, vân gỗ anh chị em có thể thấy là vân gỗ rất là đẹp này. Đấy, anh chị em mình nhé. Rất là già luôn. Đấy, tác phẩm này có kích thước là cao 29, rộng 50 và sâu 21. Chị Bảo Hân xem tác phẩm này có phù hợp với cả không gian phòng khách nhà mình không ạ? Đấy, tác phẩm này em giao lưu với anh chị em mình chỉ có giá là 4 củ rưỡi. 4 củ rưỡi. Em mang vận chuyển nhá. Hiện tại bây giờ em chỉ có Châu nằm thôi anh chị em mình nhá. Châu nằm thể hiện Châu nằm ý, thì thể hiện cho công việc rất là suôn sẻ. Tài lộc thì thăng tiến mà không nhàn hạ anh chị em mình ạ. Đấy, nếu như anh chị em mình mà thích một tác phẩm mà phù trợ cho tuổi của mình ấy thì lên chơi Châu nằm. Thì vì Châu đứng là thường thường chúng ta sẽ có cảm giác như là phải đi làm rất là nhiều, cày ruộng rất là nhiều. Đúng không ạ? Châu nằm thì thường thường là được rất là nhiều người ưa chuộng hơn. Tại vì làm sao ạ? An nhàn thì ai cũng muốn an nhàn cả, an nhàn mà nhiều tài nhiều lộc thì rất là quý phải không anh chị em mình ơi. Đấy anh chị em mình nhá. Đấy còn hiện tại Châu đứng thì hiện tại em chỉ có tiểu đồng cỡ Châu gỗ Ngọc Am đây thôi. Hết mẫu đứng rồi ạ. Không, em mẫu đứng thì em ít làm lắm. Mẫu đứng thì em ít làm lắm. Đấy toàn thực sự với anh chị em mình toàn Châu nằm thôi. Nói chung là mọi người chuộng Châu nằm hơn. Đây toàn Châu nằm hết ra này. Đây cũng là một bức Châu nằm tiểu đồng đây.
chị Bảo Hân ơi. Đấy. Đó, bên em thì có rất là nhiều mẫu mã đa dạng để giới thiệu cả nhà mình nha. Đó, cả nhà mình có đang tìm mẫu mã nào cứ comment cho em đi, bên em lên, ưng thì lấy mà không ưng thì cũng không sao nha cả nhà mình ơi. Ok. Đó, rất là mong muốn được giao lưu với cả nhà mình. Nào, em cười lên chụp ảnh kiểu chụp cả kiểu ảnh phát nào. Cười lên. Ơ cái này không chụp được à? Ừ rồi. Con này đẹp nhỉ. Con này là gỗ đẹp mà chị, em đẹp đế lên cho chị xem. Thực sự anh chị em mình là con này gỗ cực kỳ là đẹp luôn. Đế đặc luôn nhá bác nhá. Đấy, gỗ của em là gỗ đặc luôn. Chị chơi những cái tác phẩm này thì em rất là tự tin mà bảo hành cho chị. Đúng là tác phẩm này có giá có hơi cao một chút xíu chị ạ, nhưng mà đây là chất gỗ đặc, chất gỗ đặc anh chị em nhá. Chị nếu mà đã chơi mà mình bỏ một tiền mình chơi cả một lần ấy thì mình nên chơi những tác phẩm gỗ đặc nó vuông vắn nó đẹp đấy anh chị em nhá, mà mình về sau mình có bán đi bán lại thì nó vẫn được giá, nó vẫn giá cao hơn là việc chúng ta sẽ mua những tác phẩm mà ít tiền thì khi sau đó khi chúng ta bán đi là thực sự là có khi còn không bán được ấy đấy. Mà những cái tác phẩm này mà chị chơi 1-2-3 năm mà chị chán em có thể thu hồi lại cho chị luôn. Tại vì làm sao gỗ này gỗ đặc gỗ đe em thu hồi cho chị luôn đấy, đổ cho chị tác phẩm mới luôn đấy, đây là cam kết của chỉ có cơ sở em mới có thôi đấy chị nhá. Thì gỗ đặc đẹp thế này thì thật sự anh chị em mình là rất là khó tìm một tác phẩm như vậy. Thường thường gỗ hàng gốc cây nó sẽ rẻ hơn nhưng mà nó sẽ như kiểu là nó sẽ không được vuông vắn ý. Nó không được vuông vắn mình kê vào trong nhà mình ý, nó sẽ không được sự gọn gàng anh chị em mình nhá. Đấy, thế tại sao mà tác phẩm này có giá có cao hơn một chút xíu cho cái thị trường, nhưng mà đây là một cái điểm mạnh và em dám khẳng định là chị sẽ rất là ưng ý sản phẩm vuông vắn là đẹp như thế này. Có đế kỷ không ạ? Dạ, cái chiếc kỷ thảm đỏ này ở dưới là em là em chỉ lề kê lên để em làm nền thôi. Đó, chứ đấy, còn chị muốn đặt thêm kỷ đằng phía dưới thì em có thể làm cho chị được nhá chị nhá. Đấy, chiếc kỷ phía dưới là 500k chị gái ạ. Giá bức trâu là 4 củ rưỡi em bao ship nha anh trai cô đơn mình anh ơi. Cao 29 rộng tới 50 đấy em anh trai ạ. Nó rất là to, rất là lớn luôn. Và đế thì đặc đó, anh trai chị gái mình cũng thấy đây. Dáng thế mặt trước mặt sau rồi phôi rất là gọn. Thực ra có 4 củ rưỡi thật sự tiền gỗ là 2 củ rồi, còn tiền vận chuyển với cả tiền công cũng không được đáng bao nhiêu cả đâu. Bọn em chỉ lấy công làm lãi thôi, tại vì làng nghề mà. Anh chị em có thể thấy được là chế tác một tác phẩm như này, thứ nhất không phải nói về thời gian mà cũng phải quan trọng nhất là cái năng khiếu của người thợ đục anh chị em ạ. Anh chị em thử vẽ một con trâu ở trên tờ giấy xem ạ, có khó không ạ? Nhưng đây là chế tác ra hẳn một chú trâu mà mình có nhìn tứ diện gỗ. Từ một phôi gỗ vô tri vô giác mà tạo ra một phôi gỗ thì có thần kỳ không chị em ơi. Đấy, anh chị em thử vẽ, lấy cái bút vẽ trong tờ giấy thôi đã rất là khó để vẽ một chú trâu nó có hình hài và nó có hồn như vậy rồi. Rất là khó khăn để tạo ra một tác phẩm như này. Đo cả kỷ, Vân ơi đo cả kỷ. Ok ạ. Đấy, thì thật sự cả kỷ là 40. Cả kỷ là 40. Cả kỷ là cao 40. Cả kỷ là cao 40, ngang là 50 anh chị em nhá. Đấy, thật sự anh chị em mình để mà nói về hiện tại anh chị em bỏ ra một số tiền vài triệu thì cũng là một số tiền lớn, nhưng mà để về 5, 7, 10 năm nữa thì cái số tiền đấy nó sẽ không mua được một tác phẩm gỗ mà chất lượng như này. Đây em chia sẻ thật là như vậy, tại vì anh chị em bảo là 200-300 năm đến hàng nghìn năm mới khai thác được gỗ, mà để trồng lên một cái cây gỗ thì nó có lâu không ạ? Đấy, mọi người cứ thử hình dung mà xem. Mà lượng tiêu thụ hiện tại bây giờ của nước ta rất là yêu chuộng đồ gỗ vậy, thì hỏi vài năm nữa sẽ còn gỗ để khai thác không ạ? Đấy, đấy là điều mà bọn em luôn trăn trở. Đấy, sao cho anh em chị em giá cả rẻ nhất và cũng như là giá thành êm nhất để anh chị em chơi. Dạ đúng rồi đấy ạ. Mà chất gỗ này thì anh chị em anh có thể thấy là cả trước cả sau cả trước đã đặt đế nữa. Đế đẹp đặt hết như thì vậy. Quá là đẹp. Đấy, mà tiền gỗ, riêng tiền gỗ mà bọn em mua trên rừng về ấy, đã là vài triệu rồi. Đấy, còn tiền công, tiền vận chuyển cho anh chị em mình về tận nhà, có nhân viên mở hàng cho anh chị em xem, ưng thì lấy, không ưng thì hoàn lại cho em. Đấy, thì
Giá cực kỳ là êm ái luôn chị em ạ. Anh em mua một đôi giày cũng vài triệu đến vài chục triệu luôn rồi. Thật sự những tác phẩm như này thì càng để lâu càng có giá trị, mà càng để lâu càng đẹp anh chị em ạ, càng để lâu càng đẳng cấp. Tại vì làm sao ạ, gỗ không còn sẽ càng ngày càng ít đi chứ không để có càng ngày càng nhiều lên được. Đúng rồi đấy ạ. Đấy, anh chị em nhá. Mọi người bảo là để ra được một phôi gỗ to như thế phải cây hình thành rất là lâu năm, hàng mấy chục năm, hàng mấy trăm năm anh trai chị gái mình ạ mới được những phôi gỗ to như vậy đó. Nên là nếu mà bác Bảo Hân đã có duyên với tác phẩm này rồi thì hãy cùng giao lưu bên em nhé, yên tâm về giá cả đi. Bên em ở tại làng nghề nên là luôn để anh chị em mình giá tốt nhất, hữu nghị bán cho bác. Lần này bác còn quay lại nhớ đến chúng em nữa đó bác nhá. Nếu mà bác ưng ý thì bác có thể lên cho em xin số, bỏ cho em số không đầu để bên em kết nối với bác, gửi lại hình ảnh kỹ lại cho bác coi lại một lần nữa bác nhé. Anh chị em đừng quên follow kênh và cũng như bấm nút chuông để theo dõi những video mới nhất của Cơ số sở đồ bên em cơ nhé. sở bên em nhé. Rất là mong muốn là giao lưu với tất cả mọi người trên toàn quốc ạ. Đó. Rồi ạ, cả nhà mình còn đang muốn tìm mẫu mã nào không ạ? Cho em những comment ở phía dưới được không anh trai chị gái mình ơi? Em xuống mẫu trâu rồi nhá. Lên mẫu mã khác để giới thiệu anh trai chị gái mình. Ở nhà mình muốn em lên những hàng con giống hay lên những tác phẩm tượng ạ. Có thể comment cho em ở phía dưới nhá mọi người ơi. Đấy, hay là bây giờ lên một bức nhất dương nhỉ? Dê cẩm. Lên mọi người một tác phẩm dê cẩm nhá. Rồi lên giới thiệu cả nhà mình một tác phẩm nhất dương tài lộc, một tác phẩm thể hiện cho công việc của gia chủ luôn đi lên thăng tiến và thành công đây anh trai chị gái mình ơi. Bước này gỗ cẩm rất là đẹp đây, hàng liền khối 100% anh trai chị gái mình nhá. Với kích thước là cao là 45, rộng 40 và sâu là 18 ạ. Đó. Thôi em xin phép dừng video ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người nha.